Thì à, cho bây cái giờ đã hoa nó là đốt cuối đẹp lên. vụ hoa nhãn rồi. Đây chỉ còn có vài cái bông hoa còn sót lại thôi. Thì hôm nay chúng tôi tiến hành khai thác mật ong hoa nhãn. Đấy thì đến dự chương trình này thì có đây là ông anh trai của tôi, Nguyễn Anh Võ. Đấy, bịt kín mít đâm ra là mọi người sẽ không nhìn thấy hình ảnh đâu. Thế còn đây là Vừa bác đứng trong một. người Nhật Bản. Đấy, người Nhật Bản hôm nay cũng đến tham quan cái mô hình nuôi ong của Việt Nam. Thế thì giới thiệu với các bác, đây là bác chủ nhà. Đấy, rất là đẹp trai, phong độ. Thì bác cũng nuôi ong. Đấy thì hôm nay chúng tôi tiến hành khai thác mật của cái đàn ong này. Để cho các bác tham quan. Đó. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là kiểm tra đàn ong và rũ cầu ong nhé. Đây cầm ong cái này nhé. Đây, em cầm đây. Đấy, đúng rồi. Đốt mai mồm xưng tướng không đi làm được. Anh đậy cái nắp. Ui mày kinh thế. Ui cái quà là à đâu rồi. Đó. Đây là cái nắp của cái tổ ong này. Quay ông Nhật chơi gì. Bây giờ là đang quay ông Nhật chơi gì được. Cuối vụ mật rồi. Chụp cho anh cái kiểu này đấy. Bác Nhật hôm nay sợ ong đốt rồi, cho nên là biết sợ vỡ đòn, biết sợ, cho nên là hôm nay kín mít luôn. Ông lọ bố cua còn đấy, ông biết sửa xuôi nào. Mình sẽ từ khoái mình thổi ong xuống nhá. Còn cái ấy đi chứ, còn cái lốc ở đây chứ. Đây. Quên hôm nay anh không mang cái móc cầu. Nó dính rồi. Dính. Gì cầu ong xứ. Ôn, còn nhìn năn sợ nhờ. Rồi, đây là cầu mật anh có bao nhiêu? Cầu mật đây. Cầm rất là đã tay. Cầu được mấy cân rồi nghĩ là anh lấy cân thử anh Duy anh bảo không được 5 cân. Có cân thử à, có cân không? Có cân tạ đây. Về lấy cân tạ sao đấy, cân bé, cân bàn tạ, cân bàn, cân tạ cân bàn này cho khay đặt nhưng mà cân như. Cân bàn cái cân bàn thôi cân được. Đúng rồi đấy. Cân bàn đây. Còn vít kín từ trên xuống dưới kìa. Cho đại ca cầm cái cầu này. Cầm cầu này em chụp trong kiểu ảnh kỷ niệm ấy. Hai cầu nhá. Để bố cầm bố quay thì nó đốt con phát thì ngầm nhìn. Tay đưa cho ông cầm. Cho vào cái kia xong mình đặt vào đây. Đây này cái này không lên được mặt, không lấy được mặt này. Đây. Đấy. Đấy thế. Thấy chưa? Thấy chưa? Sugoi ne kore. Mật Việt Nam người ta thế nhưng mật Nhật Bản làm sao nhiều hôm nay? Được chưa? Sugoi omotai desu. Nhiều phấn đi này. Có nhiều phấn này. Thank you. Nhiều lắm đó, ở đây nguồn đây. Rồi, bây giờ... Ở đây nguồn đây nắm phấn. Thổi ạ, thổi ong xuống đấy nhé. Bây giờ để cái này tạm ở đây nhé. Mang có một cái này thôi hả em? Có hai cái mà. Hai cái đâu gì? Hai cái thế chắc ở đằng kia ở kia. Hay hay hay. Hay hay hay. Chơi chưa? Chơi chưa? Chơi rồi đi. Okay, sao thợ ong thì không sợ đấy, khi bị ong đốt thì mình xử lý bằng cái khói này để cho nó hết cái mùi đi, hết cái mùi lạc đi. Thế bây giờ mình sẽ sử dụng khói này. Thổi ong nó xuống dưới. Thằng nào nó bỏ đi đằng sau em luôn. Thằng nào bỏ. Cái này trọng lượng không là bao nhiêu không? Trăm mấy cân. Cái đấy là hai nạ. Hai nạ. Hai nạ à. À nửa cân. Sẽ cân cả mấy cầu luôn đúng không?
phải nửa cân không nhỉ? À, một cân. Cái đấy là một cân, 1 kg, hơn một tí, 1,1 kg. 1,1 kg. Cân cầu này nhá, 1,1 cân đúng không ạ? 1,1 cân. Cái này được mấy cân à? Một cầu này 5 cân đúng. Thì là mấy bằng 4 cân. Cầu 4 cân cơ. Ừ. Ngớm nhỉ. Bên Nhật không biết Nhật Bản đâu ra nhiều mật thế này. Úi dồi ôi, gần 13 cân đấy này. 3 cầu gần 13 cân này. Sao chưa? 4 cân một cầu. Tí nữa mình cân tổng trừ bì đúng không? Ừ. Cầu này. Cầu đấy phải 5 cân thật đi. Cầu đấy cầu đầu tiên đấy đúng không? Ừ. Cầu đấy phải 5 cân gì? Khả năng được đấy nhỉ. Ừ. Vít sợ nhỉ. Sợ. Cầu này do mình để cơi ra nó không vít hết thôi. Cái này mà cỡ em thử nhớ cái này ra để anh cân riêng cầu này. Cân riêng cầu này nhá. Cho cái khay kia. Để làm xuống được cái gì? Anh để làm xuống được. Làm nó đè lên bồng. 5 cân đi. 5 cân nhỉ. Dữ. Kinh đấy. Khả năng gì qua có khi thắng chú. Quay khả năng đơn quay cho bố quay thế tí anh không nhìn gì. Không nhìn thấy anh hả? Vâng. Hết nhật. Mấy cân rồi? Gần 20 cân rồi kìa. 10... Rồi. Mà nổ gánh là gánh mà. 21 cân rưỡi. 21 cân rưỡi. Ừ. Quay 4. 4 cân một cầu. 1 kg còn 20 cân rưỡi. Đấy, sau khi mà chúng ta rũ ong ra nhá. Rũ ong ra thì ta sẽ đậy cái nắp này. Mí ôi. Thôi. Chết chưa? Nó không bò, nó linh tinh ấy. Thế là mình ổn định. Thôi chết rồi, em dám gãy cái ngô rồi. Xách cái này ra nhá, lại cân thử cái thùng sổ đấy nhá. Ôi giời, nặng thế này. 20 cân rồi gì nữa. Thịt khói để cho nó rũ bớt đi. Để tí nữa mình rũ cho dễ. Đấy. Úi giời. Coi dạ nó đốt vào mặt thôi bố. Đốt người cũng dạ. Cổ này chắc cổ này thì ít hơn. Cổ này nó kém hơn. Chắc chỉ được 25 hoặc 20 cân thôi. Thả ăn con trùng hoa. Ấy da. Cổ này yếu hơn. Nói đùa chứ. Sư phụ ạ. Có lấy tổ bên này nữa không? Trong đây lấy hai tổ này rồi. Thế là hai tổ là 40 cân đấy. Dậy đi. Cao thủ. Vâng ạ. Rồi chúng ta đi quay thôi. Phải lặng lắm. Khay. Bênh đầu đi. Anh đi lên kia. Anh bê cho em cái này vào trong. Cứ để đây xong mày cân. Tí nữa cháu cân thử cái cầu cho chụp ảnh. À cái cầu nặng nặng ấy. Còng lưng thế kia. Hai tổ. Cầu này 5 cân. Rồi được 5 cân này. Chuẩn 5 cân. Hả? Rồi được 5 cân. Ác đấy, cầu này ác đấy. Lắm dày lắm. Ui, kín sợ nhỉ. Chứ nó
ra được. Kinh nhỉ. Xin ra được. Bây giờ mình sẽ đi cắt mật. Được. Xin ra được. Cái này nó vít nắp nó không nổi. Đúng rồi, nó vít bằng nó không. Dao mới mua đúng không? Có bác nào làm tí mật không? Mà số chút mật thế. Nếp tôi chỉ được cả. Ca làm những mật. Tiết này thì đi Quảng Ninh, Quảng Nhất làm gì? Mật đầu mùa hay là mật cuối mùa? Thằng này nhá. Nhãn thơm hết. Thơm không? Nặng quá. Thơm ngọt. Thơm lắm. Cái này, cái mật này thơm lắm. Kiểu nó đặc keo như kiểu mạch nha ấy. Đặc lắm. Đây cái này các cụ người xưa gọi là bách hoa cao. Chính xác. Gọi mật ong. Cao của 100 loại hoa. Chính xác. Đấy. Cái mật ong này mình phải gọi bằng nó bằng đặc cao. Đấy. Phải gọi bằng cao thì mới đúng. Đấy. Mới đúng cụ, là mật ong. Các cụ người xưa gọi là bách hoa cao. Úi giời. Cắt cái này hơi dày. Cắt dày thế hả gì? Anh ấy con dao của anh cùn. Dao cùn đúng rồi. Dao hơi cùn. Cái dao này là con dao nhà mình đâu á? Anh mới lấy đúng không? Dao này anh cũng đã mài đâu, chưa kịp mài nhưng mà thôi kệ. Như là cái này nó cái cầu nó cũ, nó cứng. Cái bìa nó cái bánh tổ nó lâu rồi đúng không? Vâng. Thế thì nó mới giữ được cái mật này, chứ còn bánh tổ mới mà quay một cái mật này nó vỡ hết.